thì để nhà đầu tư hiểu rõ hơn về ngành ngân hàng ấy, thì đây tôi xin chia sẻ một chút về các điểm cần chính yếu khi mà chúng ta cần phân tích ngành ngân hàng. Quý vị đầu tư có thể cùng theo dõi với cả các chuyên gia đây luôn. Thì ở đây là đứng ở góc độ của cá nhân tôi nhé, tức là cá nhân mà tôi hay phân tích hay dựa trên cái chỉ số này, nó không đại diện cho tất cả mà nó chỉ là dựa trên cá nhân hay dùng thôi. Thì đầu tiên chúng ta phải hiểu rằng là ngành ngân hàng nó cái hoạt động nó như nào, tức là cá nhân sẽ gửi tiền cho ngân hàng đứng là trung gian để cho vay, và đương nhiên cùng với đó thì nó sẽ có một cái khoản lãi suất trả lại. Cái nguồn đầu vào của này có thể là các nguồn tiền từ tiền gửi trong dân cư, cá nhân, tổ chức, hoặc vốn vay liên ngân hàng, vốn vay tổ chức tín dụng khác, vân vân. Và ngân hàng thì sẽ cho vay và sẽ ăn được cái lãi suất chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiết kiệm. Ví dụ như thế thì chỗ này thông thường đâu khoảng từ 3-3.5%. Thứ hai là một số các nguồn thu khác của ngân hàng, tức là nó sẽ có thanh toán và ngoại tệ. Thì đây là những cái mà phụ thêm so với cả cái mảng chính, đó là huy động và cho vay. Thì đặc điểm của ngành này đó là cái tỷ lệ các ngân hàng là cái tiền sử dụng đòn bẩy rất là cao, tức là 1 đồng vốn chủ sở hữu thì cái tổng tài sản họ đó lên khoảng 10 đồng chẳng hạn. Thế thì chính vì vậy nếu việc mà quản lý rủi ro không tốt ấy, thì sẽ khiến cho 1 đồng thua lỗ có thể tạo ra cái tỷ lệ ảnh hưởng đến vốn chủ sở hữu rất là mạnh. Chính vì vậy trong cái ngành này sự quan trọng nhất đối với cái nhà đầu tư cần xem xét đó chính là cái chất lượng tài sản. Đó, thì ở đây tôi muốn đưa ra cái 4 trụ cột, ở đây tôi ghi 3 trụ cột bởi vì cái định giá thì nó sẽ là cái trụ cột khác. Thì chúng ta ở đây coi như là 4 trụ cột đi. 4 trụ cột thì cái trụ cột chất lượng tài sản này đây là trụ cột quan trọng nhất mà nhà đầu tư nên cần phải để ý. Và sau đó, sau khi chất lượng tài sản này đảm bảo thì những nhà đầu tư mới nên để ý đến các chỉ báo khác, như là hiệu quả hoạt động như nào, tiền nó tăng trưởng ra sao và định giá có hấp dẫn hay không. Đó là những cái sau mà chất lượng tài sản. Chất lượng tài sản chính là cái gốc. Đó thì chất lượng tài sản đây nó thể hiện ở ba cái, tôi hay nhìn ở ba cái góc độ. Một là chất lượng nợ nhóm 1. Và thứ hai nữa chính là cái dự phòng nợ. Và thứ ba nữa là tỷ lệ trích lập trái phiếu đặc biệt VMC. Thì chất lượng nợ nhóm 1 nó là gì? Nó là cái mình đo lường bằng cái tỷ lệ phí và lãi phải thu chia cho cái tài sản chính lãi. Đó thì khi mà chất lượng nợ mà nhóm 1 mà là chất lượng hơi kém ấy, thì cái phần này tự nhiên họ sẽ tích dần. Cái phần này tích dần, cái tỷ lệ phí và lãi của người cứ tích dần lên cho đến khi nào mà tiền đấy, cái tiền lãi được thực trả vào trong tài khoản ngân hàng. Thì đó phí và lãi phải thu này giảm đi. Thế trong trường hợp mà cái số này rất là lớn thì nó sẽ rủi ro chất lượng tài sản đây. Ở đây tôi có tính ra một con số trung bình thôi, là tỷ lệ phí và lãi phải thu đâu đó phải nằm khoảng 1.2% là tỷ lệ bình thường. Đó. Ok, tiếp theo thứ hai là tỷ lệ dự phòng nợ. Thì ngân hàng nào mà cái tỷ lệ dự phòng nợ trên cái nợ mà có vấn đề ấy, là từ nhóm 2, nhóm 5 ấy, mà càng ở mức cao thì cái book value của họ càng chuẩn. Thứ ba là VMC. VMC thì đương nhiên là cái trái phiếu mà rõ ràng nó là một nợ xấu nhưng mà đang được ghi ở VMC thì nó sẽ không bị trích lập. Ok, ở đây tôi có cập nhật qua một chút về cái tình hình lãi phải thu trên tổng tài sản của năm 20 đến quý 1 2020. Thì quý vị đã nhìn thấy rằng là ở đây là có 3 ngân hàng, có cái 2 ngân hàng có tỷ lệ rất là cao. Đó là ở đây do thời gian có hạn tôi chỉ cập nhật một vài ngân hàng mà chúng ta hay để ý. Thì ở đây có SHB với Liverpool Bank là cái tỷ lệ phí lãi phải thu rất là cao, lên đến 2.6%, tức là đây là ngân hàng mà cái chất lượng tài sản họ hơi bị kém. Và thứ hai nữa là ví dụ như thế này là của Techcombank. Thì Techcombank mặc dù là 1.7% nhưng mà cái tỷ lệ mà họ đầu tư vào trái phiếu cũng rất là cao ấy. Mà trái phiếu thì trả lãi, kỳ trả lãi họ đâu từ 3-6 tháng, thì vì vậy mà cái này ở mức cao này có thể chấp nhận được. Thì đó thì mình nhìn qua được là hai ngân hàng này là hai ngân hàng có chất lượng tài sản khá là kém. Đây là cái số dự phòng nợ trên nợ của vấn đề. Thì đây có con số là một là cái là quý 1 2020 và quý 4 2019. Thì cái màu đường màu vàng nhạt này là quý 4 2019, thì chúng ta nhìn thấy rằng là hầu hết các ngân hàng đều bị kém đi, chất lượng tài sản bị kém đi rất nhiều trong quý 1 2020. Chúng ta nhìn thấy rằng là ví dụ như của ACB trước đây là 120% thì bây giờ họ cũng còn một lần 100%. Vietcombank rất may mắn là vẫn đang ở mức tương đương. Thì cái việc mà chất lượng tài sản kém đi là chủ yếu là do cái việc nhảy nợ từ nhóm 1 sang nhóm 2, tức là tỷ lệ nhóm 2 tăng lên rất là mạnh.
tôi có theo theo dõi qua. Đó chất lượng tài sản. Thứ tiếp theo là cái trụ số 2, đó là trụ về hiệu quả hoạt động. Thì ở đây là có thể nhà đầu tư có thể thông qua một vài điểm chính yếu như NIM này. Và thứ hai là ROE. Đây là những cái mà đo lường khả năng sinh lời của công ty, của ngân hàng. Và nhà đầu tư nên lựa chọn những công ty có ROA, ROE cao. Đương nhiên cái việc này chỉ lựa chọn khi mà cái chất lượng tài sản của công ty là đạt hiệu quả tốt. Ok. Tiếp theo là đến phần mà tiềm năng tăng trưởng. Thì tiềm năng tăng trưởng thể hiện ở một là cái LDR mà thấp ấy. Thì tức là khả năng mà cho vay của họ còn có thể tăng lên rất là cao. Thứ hai thì lại đòn bẩy thấp. Thứ tỷ lệ đòn bẩy thấp hoặc là K cao thì tức là họ khả năng tiếp tục cho vay ra nhiều hơn nữa. Và thứ ba nữa là cơ cấu nợ ngắn hạn trên tổng dư nợ cũng ở mức thấp. Ở mức cao. Ok. Thế này tôi điểm nhanh qua đây để quý vị cùng xem qua. Đây hiệu quả hoạt động thì ở đây là một cái bản tôi cập nhật qua cái tình hình đến quý 4 2019. Thì đấy thì chúng ta sẽ nhìn thấy là một số các ngân hàng như kiểu BIDV và CTG thì cái LDR của họ khá là cao. Đây, mọi người sẽ nhìn thấy là cái tín dụng và huy động là xấp xỉ tương đương cao hơn 100%. Và trong ROE, ROA của họ khá là thấp, chỉ đâu 13% thôi. Thì đấy là những điểm mà đây là hai ngân hàng mà cái hiệu quả hiện tại họ đang yếu hơn mức trung bình. Ở đây định giá, tức là chúng ta sẽ có 3 trụ. Tôi tóm tắt lại, chúng ta sẽ có 3 trụ. Trụ thứ nhất đó là chất lượng tài sản trước. Và sau đó là chúng ta sẽ đo lường hiệu quả hoạt động. Tiếp theo là chúng ta sẽ đo lường đến khả năng tăng trưởng, tiềm năng tăng trưởng. Và cuối cùng chúng ta sẽ chú ý định giá. Cuối cùng chúng ta mới chú ý định giá. Đó thì đấy là tôi xin cập nhật qua một chút về cái khi mà phân tích ngành ngân hàng thì quý vị có thể sử dụng một số chỉ tiêu vậy. Cảm ơn anh Tuấn đã có những cái hướng đi cho nhà đầu tư để tiếp cận một cách dễ dàng nhất. Thì hôm nay chúng ta sẽ vào những cái nội dung chính. Cũng như mọi khi thì chúng ta sẽ có 3 cái bức tranh. Nhất đó là về cập nhật về tình hình những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thứ hai đó là các ngân hàng đã vượt qua tâm bão Covid như thế nào. Và thứ ba là định hướng cho nhà đầu tư. Chúng ta sẽ đi vào phần đầu tiên, đó là cập nhật những điểm nhấn chính trong tuần vừa qua. Thì vẫn là những cái như những buổi trước, chúng ta sẽ cập nhật về cái số cây nhiễm virus corona. Thì hôm nay đã lên đến là hơn 3 triệu rưỡi cây mắc virus. Số ca tử vong thì là khoảng hơn 248.000 ca. Và số ca hồi phục thì khoảng hơn 1 triệu. Đây là cái biểu đồ SPK. Thì số ca vẫn đang tăng nhưng mà có một chút gì đó giảm bớt. Về số ca nhiễm mới thì chúng ta nhìn trên đồ thị đây thì đã thấy là đã có xu hướng giảm rồi. Đây là về cái tình hình giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Thì cho thấy là nhà đầu tư nước ngoài vẫn bán rất là mạnh. Và bây giờ thì xin phép mời anh Quang có thể cập nhật thêm những cái thông tin về trường. Đây cập nhật thông tin thì mình nghĩ là có ba câu chuyện trong tuần này mà nhà đầu tư có thể lưu ý trong tuần vừa rồi đang xem tuần này. Thứ nhất là về Covid thì chúng ta vẫn sẽ cập nhật hàng tuần theo thói quen mình nắm được tình hình. Thứ hai là tình hình tiếp tục cái dòng vốn nhà đầu tư nước ngoài bán thì nó sẽ như nào, và là có liên quan đến chuyện là bán cả nhóm cổ phiếu ngân hàng, rất là liên quan cái ngành của chúng ta ngày hôm nay trả lời. Và thứ ba là nhìn rộng ra thế giới một chút thì ra đây tình hình Việt Nam bị ảnh hưởng rất nhiều bởi thế giới và trong tuần vừa rồi tăng đầu của đông của Berkshire Hathaway và một vài lời phát biểu của ông Buffett, thì ta xem được cách ông ấy nhìn cái tình hình hiện tại như nào. Thì đầu tiên về tình hình của Covid thì ngoài số liệu bản duyên vừa cập nhật rồi thì đi sâu thêm một vài cái góc độ khác, đó là có thể coi là các cái nước trên thế giới bao gồm cả Mỹ thì đỉnh dịch đã đi qua rồi, nhưng mà có một cái nước mà bỗng nhiên bây giờ ngay lập tức chen vào nhóm top 10 các nước mà đang có cái tình hình
số ca nhiễm lớn trên thế giới đó là Nga. Nước Nga là bị ảnh hưởng sau, nhưng bây giờ có tốc độ tăng số ca nhiễm là rất nhanh. Và hiện tại là đang là 134.000, hơn 134.600 ca bị nhiễm rồi, và số người chết là gần 1.300 người. Và nếu mà ta nhìn vào các cái đồ thị về số ca nhiễm hàng ngày thì là đang ở cái mức đi lên rất là nhanh. Đó là một trường hợp rất là đáng lưu ý trong số các quốc gia mà chúng ta theo dõi về tình hình virus, nhiễm virus. Quay trở lại nước Mỹ nữa. Nước Mỹ thì mặc dù là mọi người nói là bây giờ nước Mỹ nhất là số tổng đấy, có lẽ là bạn Dương cập nhật là toàn thế giới đúng không? Nước Mỹ số ca nhiễm là 1.180.000, hơn con số đó là số người nhiễm rất lớn. Và số người chết ở Mỹ tính đến thời điểm này là hơn 68.600 ca đã bị chết, đúng không? Và người ta bảo là nước Mỹ là đỉnh dịch đã đi qua. Thật ra nếu mà nhìn kỹ, theo dõi kỹ ấy, thì đây, mình có nhìn theo dõi cái hai cái đồ thị là daily new case, tức là số ca nhiễm mới ở mắc bệnh Mỹ đấy, và thứ hai là số ca chết. Thì thật ra là Mỹ vẫn rất là nhiều, hàng ngày số ca nhiễm mới lên đến 20,000+ người, và số người chết thì mặc dù là cái đồ thị có lúc tăng lúc giảm nhưng mà nó cũng không đều, và nó cứ vẫn ở chỉ mức cao và trên 1.000 người chết mỗi ngày, không hề thấp gì tí nào cả. Và thậm chí mình đọc một số tài liệu thì người ta còn dự báo là tình hình Covid ở Mỹ có thể rất phức tạp và hoàn toàn có thể kéo dài 1-2 năm tới. Đấy, thì đây là điều mà có lẽ là chúng ta cần hết sức lưu ý. Chúng ta không nên chủ quan quá, mọi thứ đã ổn hết rồi thì không hẳn là nếu mà ta nhìn mỗi Việt Nam mình không thì nó sẽ không hoàn toàn phản ánh đúng được câu chuyện. Nên là nếu mà nó xảy ra kịch bản như ông chuyên gia đó nhận định ở Mỹ, tình hình Covid có thể kéo dài 1-2 năm như thế này thì tình hình sẽ rất là khó khăn, đúng không? Ý là vậy. Rồi thứ hai là câu chuyện về bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài. Thì trong tháng 4 là tổng giá trị bán ròng là 6.810 tỷ đồng. So với tháng 3 thì là cũng giảm rồi. Nhưng mà nếu mà ta tính tổng từ đầu năm thì con số cực kỳ lớn. Và có một cái điểm mà chúng ta hết sức lưu ý là nếu mà giai đoạn trước đây thì nhà đầu tư nước ngoài chủ yếu bán vào các cái ngành như là bất động sản này, thực phẩm đồ uống này, hay là hợp pháp hay hàng không v.v. thì trong tháng 4 này họ lại tập trung vào bán ròng ngành ngân hàng với năm đại diện trong top là gồm có Vietcombank, VPBank, HDBank, STB và BIDV. Nó liên quan trực tiếp đến cái câu chuyện mà chúng ta trao đổi ngày hôm nay, cũng xem thử là tại sao mà nhà đầu tư nước ngoài chỉ qua bán ròng nhiều cổ phiếu ngân hàng vậy, trong khi họ lại quay lại họ mua ròng hợp pháp với lại Vinhome. Một điểm mà chúng ta xem lại thì theo phân tích của một số chuyên gia thì họ bảo là cái điều này cho thấy là cái động tác bán của nhà đầu tư nước ngoài không phải là bán để rút khỏi Việt Nam, mà bán như này để họ switch cái danh mục thôi. Thì đây cũng là một điều tín hiệu đáng mừng, tức là trong cái mà gọi là một phần tiêu cực thì có một cái điểm gì đó mà chúng ta có thể nhìn thấy được cái để chia sẻ là người ta chỉ đổi danh mục thôi chứ không phải là bán rồi rút khỏi Việt Nam. Và thứ ba là trong tuần vừa rồi có câu chuyện về đại hội cổ đông, trong đó có cái phát biểu mà rất được chú ý của cụ Warren Buffett, thì chắc mọi người cũng đã đọc rồi, nhưng mình chỉ cập nhật cho những quý nhà đầu tư nào mà chúng ta chưa để ý thôi. Thì rõ ràng là trong suốt cái đại dịch Covid vừa rồi là Warren Buffett hoàn toàn giữ im lặng, không hề có một phát biểu gì mà người ta thấy cũng hơi ngạc nhiên, vì hồi cuộc khủng hoảng 2008 là Warren Buffett cực kỳ tự tin Buy American, hai em này kêu mọi các loại, mà suốt Covid vừa rồi hoàn toàn không nói gì cả. Bây giờ trong cái đại hội cổ đông của Berkshire Hathaway mới đưa lên là phát biểu, thì có một vài cái tóm tắt như này để chúng ta rút ra cái key takeaway từ cái phát biểu của ông. Thứ nhất là công ty Berkshire Hathaway book một cái khoản lỗ là 50 tỷ đô trong quý 1, đúng không ạ? Điều này nó cũng cho thấy là cái sự ảnh hưởng của Covid-19 là tác động đến cái danh mục đầu tư của Berkshire Hathaway khá là nhiều. Cái điểm thứ hai là hiện tại thì Buffett quyết định là giữ cash rất là lớn, đúng không ạ? Cái tiền balance cash của Berkshire Hathaway hiện tại là 137 tỷ đô, nhiều tiền mặt cực kỳ lớn,
và kể cả trước đó ông có mua cổ phiếu ngành hàng không nhưng sau đó thấy hành động là sai và cắt lỗ luôn, thì đó là điều mà chúng ta cần lưu ý. Kể cả cái giai đoạn mà hồi của S&P 500 lên đến 36% thì ông vẫn đứng ngoài và chưa có tăng giải ngân gì thêm trong trường hợp này. Đó là điều mà chúng ta cũng cần lưu ý. Và đánh giá về cái tác động của Covid ấy, thì quan vụ phép bảo là ta đến giờ thời điểm này thì ông ấy đánh giá là cái Covid nó không quá nghiêm trọng, tức là không đến mức người ta hay chia ra làm gì nhỉ, best case, base case và worst case, thì ông ấy bảo là nó không đến mức worst case mà nó cũng không phải là trường hợp quá nhẹ, chắc chắn là không quá nhẹ rồi, đúng không? Không phải là best case mà nó đâu đó ở giữa, nó là một vài cái key takeaway từ cái phát biểu trong ngày cổ đông Berkshire Buffett. Mọi người có thể tham khảo thêm trong phần này, mình cập nhật cho mọi người. Tiện nói qua về cái big size, bởi vì thực ra là em rất thích cái đấy nha. Thì có cái phần mà ông ấy cập nhật đầu tiên vào ấy là ông ấy mô tả lại cuộc khủng hoảng 1929-1933. Tức là gần như là ông ấy bảo bây giờ cái trường hợp phổ nhất của mà mình nên để ý đến nó là trường hợp số đấy. Mình sẽ như thế nào? Ví dụ năm 1931 là 1930 là 240 điểm. Thì 2 năm sau 1932 là còn có 40 điểm, tức là giảm 85%. Và đến năm 1951, tức là 20 năm sau đó, giá cổ phiếu quay lại là 240, tức là mất 20 năm để giá cổ phiếu lại quay lại cái mức mà người ta mua năm 1930. Thì đấy là một điểm mà mình thấy là thị trường này sẽ không thể biết được worst case nó khủng khiếp như nào. Thì ông cũng mô tả ra một cái viễn cảnh xấu nhất như thế, thì hành động thế nào là mọi người cần phải. Thực ra là mình bổ sung thêm lời của anh Túng một tí nhé. Lời của anh Túng nói nó hoàn toàn không có gì sai cả. Và nó làm cho nhà đầu tư dài hạn thấy hoảng sợ, đúng không? Nhưng thực chất cái đó là chúng ta tính dựa trên cái index thôi, cái S&P thôi, tức là mất 25 năm để quay lại đỉnh cũ. Nhưng thật ra nhé, thật ra là người ta tính những nhà đầu tư mà mua regularly investing, tức là liên tục, kể cả mua đúng đỉnh nha, 2933 nha, mua liên tục trong 20 năm đó, thì total return rất là tốt. Đúng rồi. Và phép ông nói là đừng nên bet against America. Lưu ý thêm điều đó. Ý ở đây tức là mình sẽ phải trải tiền làm sao để nó phù hợp. Đúng rồi. Chúng ta không nên all in ở big bet tại một thời điểm rất là nguy hiểm. Đấy là quan điểm của ông này. Đúng rồi. Vâng, vậy thì về cái dự báo trong tình hình trong thời gian tới thì các chuyên gia đang nghĩ sao? Xin mời anh Phục. Về cái tình hình diễn biến của thị trường thì chúng tôi trong ngắn hạn thì phải nói là dự báo thì nó cũng rất là khó. Tuy nhiên là chúng ta có thể thấy rằng là VN Index sẽ đi theo các cái hướng như sau. Thứ nhất là nó phải phụ thuộc rất nhiều vào tình hình dịch bệnh trên thế giới. Để từ đó xem là cái vấn đề là khai thông các cái luồng thương mại thế giới cũng như là cái chuỗi cung ứng thế giới như thế nào. Và cuối cùng là các nhà lãnh đạo trên thế giới thì họ đã sẽ đưa ra các cái quyết sách ra sao. Thứ nhất, thứ hai nữa là có một điều mà nhiều người cũng không nói đến, cũng quên đi mất. Đó là nội tại sức khỏe của các nền kinh tế, rồi là của các doanh nghiệp, đó là đòn bẩy tài chính, đó là nợ công. Thì chúng ta cũng cần phải chú ý đến những cái vấn đề này. Tuy nhiên theo tôi, thì đứng trên quan điểm của một nhà chuyên gia về phân bổ tài sản, thì chúng tôi cũng sẽ, giống như anh Quang có vừa trao đổi, chúng ta nên gọi là phân bổ một cách hợp lý, chứ không nên nào chờ đợi là lúc nào đáy, lúc nào đỉnh để chúng ta tham gia thị trường cả, mà chúng ta hãy phân bổ một cách hợp lý. Và trong khi nếu đánh giá tình hình về định giá các cổ phiếu trên thị trường hiện nay về cơ bản thì cũng ở mức tương đối hấp dẫn rồi, chứ nó cũng không phải là một mức cao đâu ạ, tương đối hấp dẫn. Đây là những đánh giá của tôi. Thì em cũng thấy là trong thời gian qua thì cái việc mà khối ngoại bán ròng rất là lớn, thì chị Thùy có thể cho chia sẻ một chút về cái việc mà bán ra của các cổ phiếu ngân hàng. Về các cổ phiếu ngân hàng thì thấy là cái ảnh hưởng của hoạt động ngân hàng nó bị ảnh hưởng rất là mạnh. Do nền kinh tế bị gián đoạn thì nó không chỉ ảnh hưởng đến tập khách hàng cá nhân mà còn ảnh hưởng đến cả những doanh nghiệp lớn. Vì những cái lo ngại của nhà đầu tư về việc là nợ xấu của ngân hàng có thể ảnh hưởng sau khi dịch bệnh có thể ảnh hưởng đến ngân hàng trong nhiều năm chứ không chỉ là một năm 2020. Cho nên là đây là yếu tố dẫn đến cái sự bán ròng của ngân hàng. Ngoài ra ảnh hưởng của các nền kinh tế khác ngoài Việt Nam thì cũng là ảnh hưởng lớn đến niềm tin vào ngân hàng.
Vậy thì chúng ta sẽ đi vào cái chủ đề chính của ngày hôm nay, đó là các ngân hàng vượt qua tâm bão Covid như thế nào. Chúng ta sẽ cập nhật ba phần ở trong cái chủ đề này. Thứ nhất đó là cập nhật về kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020 của các ngân hàng. Thứ hai đó là Covid-19 đã và sẽ ảnh hưởng đến các động lực chính của ngành ngân hàng như thế nào qua tăng trưởng tín dụng, NIM và tình hình nợ xấu. Thứ ba đó là dự phóng cái lợi nhuận của năm 2020-2021 và định giá của các nhóm ngành cổ phiếu. Chúng ta đi vào đầu tiên thì đây là cái bức tranh toàn cảnh về kết quả kinh doanh quý 1 của các ngân hàng. Thì theo thống kê thì tổng cái lợi nhuận trước thuế của các ngân hàng đạt khoảng hơn 28.800 tỷ đồng trong 3 tháng đầu năm và tăng khoảng 6% so với cùng kỳ năm 2019. Thế nhưng mà nhìn chung thì mức này vẫn đang thấp hơn so với 2-3 năm trước đây. Thì như chúng ta nhìn ở biểu đồ đây thì thấy là các ngân hàng vẫn có lợi nhuận cao, vẫn là Vietcombank, Techcombank, CTG, một số ngân hàng. Tiếp theo đó là bức tranh về thống kê tăng trưởng tín dụng của toàn ngành. Thì cái này thì tăng trưởng tín dụng của hệ thống theo cái báo cáo gần đây nhất của VNDirect thì quý 1 năm 2020 vào khoảng là 1,3%. Thì mức tăng trưởng này thấp nhất trong vòng 6 năm qua. Tiếp theo đó là bức tranh thống kê về cái tỷ lệ nợ xấu ở một vài những ngân hàng. Ở đây nhìn chung thì các tỷ lệ nợ xấu của các ngân hàng đều tăng hơn so với cuối năm 2019. Đây là toàn cảnh của các báo cáo ngân hàng quý 1 năm 2020. Đây là bức tranh về báo cáo kết quả kinh doanh của những ngân hàng cụ thể. Thì ở đây tôi có lấy về số liệu của ngân hàng Vietcombank và VPBank. Thì chúng ta có thể thấy là cái thu nhập lãi thuần của Vietcombank là rơi vào khoảng 6,3%, thì khá là thấp. Và cùng theo đó thì cái chi phí dự phòng cũng tăng vọt lên 42,9%. Cái lợi nhuận trước thuế thì giảm hơn 11%. Đây là các chỉ số chính về quý 1 năm 2020. Vậy thì các panel, các chuyên gia có thể chia sẻ về cái cập nhật kết quả kinh doanh quý 1 năm 2020, chất lượng tài sản của ngành ngân hàng ảnh hưởng từ Covid-19 như thế nào và chính sách hỗ trợ của chính phủ cho những cái trường hợp bị ảnh hưởng dịch Covid-19 nó ra sao? Thì xin mời chị Thủy ạ. Trong quý 1 thì bên research nhận thấy là kết quả kinh doanh của các ngân hàng khá là phân hóa. Một số ngân hàng lớn như là Vietinbank, Vietcombank hay là ngân hàng quân đội thì đã ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận giảm so với cùng kỳ. Trong khi đó một số ngân hàng tư nhân như là VPBank hay là Techcombank hay là VIB vẫn có tăng trưởng lợi nhuận ở mức khá so với cùng kỳ, đặc biệt là VPBank có tăng trưởng lợi nhuận đến gần 63%. Thì theo research nhận thấy thì dịch bệnh này đã có ảnh hưởng đến tình hình kinh doanh của các ngân hàng trong quý 1, nhưng mà cái ảnh hưởng của nó chưa phản ánh hết vào trong kết quả kinh doanh. Thì điều mà dễ nhận thấy nhất là ở tất cả các ngân hàng là tỷ lệ tăng trưởng tín dụng đều giảm so với cùng kỳ năm trước. Thì so với 2019 thì tăng trưởng tín dụng chỉ tăng khoảng 2-3%. Bên cạnh đấy thì một cái chỉ báo khác là tăng trưởng tiền gửi cũng đã giảm rất mạnh cùng theo xu hướng của tăng trưởng tín dụng, tại vì là đây là dấu hiệu cho thấy là các ngân hàng đang giảm cái huy động do đầu ra còn khó khăn, vì là các doanh nghiệp thì chưa có nhu cầu vay mới trong khoảng thời gian này. Bên cạnh đấy về những cái chỉ số về nợ xấu cũng như là chi phí tín dụng thì giống như là Duyên vừa mới cho mọi người xem cái bảng số liệu ấy, thì cái nợ xấu thực ra là chỉ có một tăng mạnh một số ngân hàng, còn nhìn chung thì vẫn chưa biến động nhiều, và cái nợ xấu này chủ yếu tăng ở những ngân hàng mà có cổ phần của nhà nước và cho vay những doanh nghiệp lớn như là Vietinbank, ngân hàng quân đội. Tại vì những ngân hàng này cho vay doanh nghiệp thì khi mà kết quả kinh doanh của họ không gặp thuận lợi thì cái lượng nợ mà phải cơ cấu lại sẽ tạo ra cái nguồn tăng nợ xấu cao hơn so với những ngân hàng cá nhân. Trong khi những ngân hàng cá nhân thì cái tập khách hàng của họ đa dạng hơn, cái khoản cho vay cho mỗi khách hàng cá nhân thì cũng nhỏ hơn, nên là cái tỷ lệ nợ xấu của cá nhân hoặc của những ngân hàng mà tập trung cho vay cá nhân thì vẫn chưa tăng nhiều.
Tuy nhiên là research cho thấy rằng là có thể là trong quý 1 thì cái nợ xấu này vẫn chưa phản ánh được đầy đủ, tại vì ngân hàng đang được phép cơ cấu lại nợ đến tối đa 12 tháng. Vì thế là sau quý 1 thì có thể là nợ xấu nó sẽ phản ánh thực chất hơn ở trong báo cáo tài chính. Ngoài ra thì tỷ lệ NIM trong quý 1 so với năm trước thì vẫn tăng cao hơn, tại vì là năm ngoái thì các ngân hàng đẩy mạnh cho vay cá nhân nên là nền NIM của năm nay vẫn cao hơn, tại vì số lượng khách hàng cá nhân cao hơn. Nhưng mà nếu mà so với quý 4 thì tỷ lệ NIM đã giảm nhẹ so với quý trước. Thì research dự báo là trong quý 2 thì kết quả kinh doanh thì có lẽ là nó sẽ không tốt được như quý 1 nữa, tại vì là các ngân hàng đã giảm lãi suất nhiều hơn và mở rộng các cái gói mà ưu đãi tín dụng từ đầu tháng 4, khi mà các biện pháp giãn cách xã hội được chính phủ đẩy mạnh hơn ạ. Về đấy tôi xin chia sẻ thêm một chút về cái chất lượng tài sản ấy. Thì tôi cũng theo dõi một số ngân hàng ấy, thì cái nhận thấy nhất rõ nhất ấy là mặc dù nợ xấu thì nó chưa thể hiện nhiều đâu, nhưng mà cái quan trọng nhất là cái nợ nhóm 2 ấy, thì thấy nợ nhóm 2 bị lên rất là mạnh. Thì tôi đoán rằng là sẽ có một loạt các khoản nợ ấy đang ở nhóm 1, nhưng mà vì họ không trả được lãi thì họ bị tự động nhảy, bởi vì thông thường là quá bao nhiêu ngày không trả lãi được nó bị tự động nhảy sang nhóm 2 rồi. Thì tôi nhìn qua một số ngân hàng thì tất cả đều tăng nợ nhóm 2 lên rất là cao. Ví dụ tôi ở đây có thống kê nợ từ nhóm 2 đến nhóm 5 ấy, thì của Vietcombank là tăng từ 8.100 tỷ lên 11.250 tỷ, tức là tăng đến khoảng 30 mấy%, đúng không? Tăng 2.000 tỷ, đúng không? 2.000 tỷ là khoảng 25%, đúng không? 25%. Đấy, rồi một số các ngân hàng khác, ví dụ như là Công Thương là tăng từ 16.000 tỷ lên 24.000 tỷ phần nợ từ nhóm 2 nhóm 5 có vấn đề đấy. Cộng thêm một loạt ngân hàng khác thì tôi thấy rằng là cái tỷ lệ tăng rất là mạnh, nên cái đấy cũng chính là cái phản ánh cái khó khăn của quý 1 năm nay rồi đấy. Và đương nhiên thì như cái hình trước cũng trước tôi có chia sẻ, thì phiên duyên thể chiếu lại giúp anh cái thì như lúc trước tôi cũng chia sẻ là ví dụ như chúng ta nhìn thấy rằng là cái tỷ lệ mà dự phòng trên nợ vấn đề ấy, bởi vì cái dự phòng của các công ty, của các ngân hàng không thay đổi ấy, thì cái tự nhiên là cái tỷ lệ này nó bị giảm đi. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy rằng rõ ràng là Vietcombank này, tôi có nhìn lại Vietcombank thì khi mà cái nợ nhóm 2, nhóm 5 của họ lên từ 8.000 tỷ lên 11.000 tỷ ấy, thì đồng thời với lúc đó là họ cũng tăng cái tỷ lệ dự phòng từ 10.000 tỷ lên 14.500 tỷ. Tức là ở đây tôi đánh giá là công nhận là Vietcombank là một ngân hàng họ có rất nhiều cái, trong khi đó mà lợi nhuận họ vẫn tăng, đúng không? Thì chúng ta thấy rằng Vietcombank là một ngân hàng khá là mạnh về chất lượng tài sản, khá là tốt. Thì đấy là tôi nghĩ rằng là chất lượng tài sản hàng đầu. Sau đó thì tôi thấy là như trong hình này chúng ta nhìn thấy rằng là ACB cũng đang là một ngân hàng tốt đầu trong cái chất lượng tài sản, mặc dù nhìn qua thì chúng ta sẽ thấy rằng là họ không mạnh tay trích lập dự phòng như Vietcombank. Thì đấy, thì đấy là một số cái quan điểm của tôi một chút về các ngành ngân hàng và các mã ngân hàng. Vâng, thì tôi xin bổ sung một chút, đó là đúng như là anh Tuấn với chị Thùy có trao đổi, thì cái nợ xấu nhóm 2 thì thực sự trong quý 1 là có thể chưa thể hiện được rõ những cái khó khăn do Covid gây ra. Bởi vì thông thường, bởi vì theo quy định thì nợ từ nhóm 3 trở lên thì đó là các khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày. Tức là từ lúc nó bắt đầu khó khăn, nó quá hạn đến 180 ngày, từ 91 đến 180 ngày thì lúc ấy nó mới hiện lên. Nó nhóm 4 là từ 181 đến 360 ngày. Và nhóm 5 là trên 1 năm. Thì do đó là cái việc nợ xấu thì chúng tôi cho rằng là nó sẽ có thể thể hiện nhiều hơn từ quý 2 trở đi như chị Thùy và anh Tuấn nói. Thế thành ra là chúng ta cũng cần phải chú ý đặc biệt một chút. Ngoài ra như anh Tuấn có vừa trao đổi ấy, một số ngân hàng thì họ đã chủ động trước bằng cách là trích lập nợ dự phòng nợ xấu khá nhiều rồi. Thế thành ra là kết quả cũng đã điều chỉnh phản ánh rồi. Tuy nhiên có một số ngân hàng ấy thì cái tỷ lệ trích lập của họ gần như là chưa tương xứng. Do đó có thể kết quả kinh doanh của họ vẫn còn tăng rất mạnh, nhưng mà trong cái thời gian tới là rất khó để có thể tăng. Bởi vì sao? Bởi vì bản chất cuối cùng cái lợi nhuận ngân hàng có thể tăng khi tín dụng phải tăng.
bởi vì đa phần lợi nhuận đến từ tín dụng, và tín dụng chúng ta có thể thấy rằng tăng trưởng khá là chậm. Hơn nữa là nợ xấu gần như chúng ta xác nhận là đã tăng được, thì cái việc lợi nhuận trong năm 2020 này thì đối với các ngân hàng này khả năng rất cao là đa phần sẽ giảm. Đó là ý kiến bổ sung của tôi. Vậy thì các chuyên gia có thể đi sâu hơn vào các mã cổ phiếu cụ thể, đó là những cái ngành ngân hàng. Còn về các mã cổ phiếu trong ngành ngân hàng sao? Về các mã cổ phiếu thì hiện nay thì hai cái lựa chọn hàng đầu của bên phòng phân tích vẫn là Vietcombank và ACB. Những cái yếu tố giúp cho thúc đẩy cho hai ngân hàng này là thứ nhất là đối với Vietcombank thì ngân hàng này sau khi mà dịch qua đi thì kỳ vọng là tăng trưởng tín dụng nó sẽ cải thiện hơn, và cái ngân hàng này thì đang có cái tỷ lệ thâm nhập trong mảng cho vay bán lẻ thấp, mà họ có cái được nguồn lợi thế khách hàng là nhân viên từ những cái công ty lớn, thì cái tỷ lệ thâm nhập thấp trong cái mảng bán lẻ sẽ là yếu tố mà giúp họ mở rộng hơn vào những cái mảng cho vay mà có lợi suất cao hơn. Ngoài ra một yếu tố khác là trong năm nay thì Vietcombank có được cái nguồn thu nhập bất thường từ cái khoản bảo hiểm, hợp đồng bảo hiểm với công ty Forward, thì cái này nó sẽ mang lại cho Vietcombank là một khoản thu nhập bất thường và một cái khoản thu nhập mới từ việc phân phối bảo hiểm. Thì nhờ cái nguồn tiền mới này thì cũng sẽ là động lực để giúp cho Vietcombank có thể tiếp tục phát triển, và cũng như là phần nào đấy giải quyết được cái khoản nợ xấu mà do năm nay mang lại. Về ACB thì câu chuyện cũng tương tự như là ở Vietcombank, thì năm nay họ cũng đang dự kiến là sẽ ký một hợp đồng bảo hiểm độc quyền, thì cái hợp đồng bảo hiểm này cũng sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho ACB. Bên cạnh đó thì họ cũng có nhiều chương trình để mở rộng tập khách hàng đến những cái đối tượng khách hàng trẻ hơn, và đến đối tượng khách hàng nhân viên của những cái công ty vừa và nhỏ trong tập khách hàng của họ, thì cái điều này sẽ cải thiện được cái tỷ lệ vốn không kỳ hạn và giúp ngân hàng cải thiện được chi phí vốn. Thì đây là hai yếu tố giúp hai ngân hàng này là cái điểm lựa chọn của research, bên cạnh việc là họ cũng có chất lượng tài sản được coi thuộc là hàng top trong ngành ngân hàng. Và thông qua những gì mà các chuyên gia vừa bàn luận thì cho thấy là cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng trong quý 1 vừa rồi giảm so với những năm trước, và các ngành ngân hàng cái nợ xấu của một số ngân hàng tăng. Thì chúng ta sẽ sang cái phần là dự phóng về tăng trưởng trong năm 2020 và sau đó sẽ như thế nào. Thì đây là một cái biểu đồ do phòng research của VnDirect trong cái báo cáo mới nhất thì cho thấy là cái tăng trưởng tín dụng toàn hệ thống ước tính sẽ đạt khoảng 11%, thấp hơn so với năm ngoái là khoảng 13%. Đây là dự phóng về NIM. Thì cái này thì cái cơ cấu cho vay, nếu như mảng bán lẻ mà cho vay cá nhân thì càng lớn thì cái lãi suất cao ấy, thì sẽ cải thiện được cái lợi suất về tài sản và giảm được áp lực lên cái NIM và gây ra trong bối cảnh dịch bệnh vừa rồi. Và thứ hai đó là tỷ lệ vay trên huy động, vốn huy động. Thì cái tỷ lệ cho vay trên vốn huy động này mà thấp thì các ngân hàng thì sẽ có cái thanh khoản tốt hơn và ít chịu áp lực về việc huy động vốn hơn, và sẽ làm cho các khách hàng do là các khách hàng không trả nợ được đúng hạn trong cái thời kỳ dịch bệnh vừa rồi. Và cái điều đồ này là về tỷ lệ nợ xấu và các chi phí tín dụng mà các ngân hàng có khẩu vị rủi ro hơn. Lúc nãy thì chị Thùy cũng có cập nhật đến, thì khi mà cái khẩu vị rủi ro thấp này thì cái nợ xấu của các ngân hàng cũng sẽ tăng chậm hơn và giảm được nguy cơ thoái thu nhập về lãi. Đây là về cái tình hình nợ xấu. Vậy thì các chuyên gia có thể cho quý nhà đầu tư xin ý kiến về cái sự phóng về cái tình hình này. Cái này xin mời chị Thùy. Hiện tại research đang dự báo là tăng trưởng tín dụng trong năm nay sẽ khoảng 1%. Theo như ngân hàng nhà nước trong những cái cuộc họp vừa qua
thì cũng có đặt ra dự báo tăng trưởng là từ 11 đến 13%, tuy nhiên 13% có lẽ là mức này hơi cao, tại vì quý 1 thì tăng 1,3% nhưng mà đến đầu tháng 4 thì lợi nhuận tăng còn dưới 1% thôi, nó lại giảm so với quý 3, tại vì là bắt đầu tháng 4 thì các biện pháp giãn cách xã hội nó được đẩy mạnh, thì kể cả những cái hoạt động trong nước nó bị hạn chế nhiều hơn, do đó là tăng trưởng tín dụng sẽ phụ thuộc hầu hết vào cuối năm. Thế là nếu mà cả hệ thống cùng cố gắng thì có lẽ sẽ chỉ đạt được khoảng 1%. Thông thường cái việc tăng trưởng tín dụng ấy, nó sẽ phụ thuộc vào cái tăng trưởng GDP. Thông thường lấy đơn giản này, tức là chúng ta sẽ bao gồm là 7% tăng trưởng GDP cộng thêm 4-5% lạm phát, đúng không? Là chúng ta sẽ quy ra được cái mức mà tăng trưởng tín dụng ngành ngân hàng. Thì ví dụ như năm ngoái là tăng trưởng tín dụng, tức là năm 2019 ấy, tăng trưởng tín dụng ở đâu đó là khoảng 13,7% thôi, 13,7%. Thì cái tăng đấy là cao hơn, tức là cao hơn GDP cộng thêm lạm phát, thì khiến cho cái tỷ lệ mà tín dụng GDP là tăng từ 130% lên 136%. Thì mình nhìn thấy là tức là mức 136% tín dụng GDP của nước mình thuộc dạng hàng cao trong cái khu vực Đông Nam Á và khu vực các nước xung quanh như kiểu Trung Quốc, Hàn Quốc, vân vân, mấy nước mà gần đây mình ấy, thì từ đấy mình nhìn thấy rằng là cái việc mà tăng trưởng tín dụng mà tiếp tục cao như năm vừa rồi ấy, trong bối cảnh GDP đang giảm tốc thì rất thấp đi. Thế thì chính vì vậy tôi cho rằng là nếu như năm nay mà tăng trưởng GDP chúng ta về khoảng 6% này, thì kỳ vọng đúng là chỉ được khoảng 10-11% nhưng mà như chị Thùy nói là khoảng gần đấy thôi, chúng ta không thể kỳ vọng mà tăng trưởng tín dụng cao hơn như ngày xưa được. Tuy nhiên mình nghĩ nếu mà cái đó là mình nghĩ là cái kịch bản của Covid là ok, đúng không? Nhưng nếu mà trường hợp ví dụ như là thế giới mà nó nghiêm trọng hơn mà có bằng các thể loại thì lúc đó liệu cái tăng trưởng nó có bị ảnh hưởng không? Mọi người đánh giá một cái kịch bản mà worst case scenario. Nếu mà Covid nó mà tiếp tục kéo dài thì việc các doanh nghiệp mà có niềm tin để mở rộng mới này rất khó. Rồi các doanh nghiệp FDI đầu tư vào Việt Nam chắc chắn là họ cũng sẽ phải tạm hoãn hoặc tạm dừng một thời gian, do thứ nhất là họ khó khăn ở nước họ, thứ hai là cầu về sản phẩm thì nó sẽ có thể thấp xuống. Vì vậy là nếu mà trong cái kịch bản anh Quang có đưa ra, nếu mà kịch bản mà xấu chẳng hạn thì tôi nghĩ rằng tăng trưởng tín dụng sẽ rất là khó khăn, không thể đạt được hai con số đâu, rất khó. Bởi vì nếu mà chúng ta cứ thử xem quý 1 chẳng hạn, vì sao mà tăng trưởng tín dụng thấp? Thứ nhất là các doanh nghiệp không mở rộng, thứ hai là họ có những cái nguồn tiền họ thu về từ cuối năm trước đó, thì họ lại trả bớt nợ ngân hàng đi, trả bớt ngân hàng, làm cho tình hình tín dụng rất là thấp như thế này. Thì để mà đánh giá được chính xác được cái tăng trưởng tín dụng của ngành như thế nào, diễn biến ra sao, thì chúng ta cũng cần phải theo dõi rất là chặt các cái tín hiệu về dịch bệnh rồi cũng như là đầu tư đó. Rồi đặc biệt thêm một điều nữa là chúng ta cũng cần chú ý trong thời gian tới, thì trong cái việc đầu tư công ấy, thì cái đầu tư công là một trong những cái tác nhân cũng rất lớn để thúc đẩy các cái khu vực kinh tế khác cùng tham gia vào đó. Nếu đầu tư công mà được thúc đẩy sớm thì chúng tôi cũng tin rằng là cái mục tiêu tăng trưởng tín dụng cũng có thể đạt được 10%. Nhưng mà cái đầu tư công mà cái quá trình đấu thầu nó mà diễn ra lâu chẳng hạn thì cũng rất là khó để có thể tín dụng tăng mạnh trong năm nay. Gần đây nhất là mấy dự án cao tốc Bắc Nam đấy, là 8 dự án đó. Đúng rồi, 8. Cao tốc Bắc Nam là cái đấy cũng là một cái để kích thích cái phục hồi của nền kinh tế. Tức là như tôi cho rằng, tức là nếu như GDP chúng ta mà được đảm bảo thì cái tỷ lệ tăng trưởng tín dụng nó đạt được. Thì hiện tại như dự báo bi quan nhất của IMF hiện tại là 2,7% trong năm nay. Thì tính ra nếu cộng thêm 5% nữa là chỉ khoảng 7,7% thôi. Tức là cái tăng trưởng tín dụng năm nay đâu đó khoảng 7,7%. Nhưng mà mình đang tư duy. Anyway, cái điều Tuấn nói là nó phải chất tương quan, đúng không? Nhưng mình phải tư duy là cái gì là cost, cái gì là effect chứ. Đúng không? Anh thì anh lại nghĩ là tăng trưởng tín dụng nó mới tạo ra tăng trưởng GDP. Bây giờ mình benchmark vào cái GDP tức là cái tăng trưởng tín dụng thì anh nghĩ nó sẽ hơi ngược một chút. Tức là anh Tuấn ý đưa ra là tức là mức, ý là mức phù hợp để mà lạm phát nó được kiềm chế theo cái chính sách nhà nước đưa ra, thì đó là mức phù hợp. Chỉ có một điều là anh thấy
có một cái mà chúng ta cần theo dõi thêm một chút này, bởi vì trong trong mấy năm qua nha, khi mà kinh tế của mình tăng trưởng tốt đó, là cái domestic consumption của mình nó rất là ok, tăng trưởng rất là nhiều, nó cũng đóng góp vô. Nhưng mà hôm gần đây mình có đọc một cái báo cáo này, cái bài báo trên cái trang rất là hay, trang Zero Hedge, nó viết là ở cái nước Áo sau hậu dịch Covid, sau lockdown mà mở bớt ra thì có mấy cái quán nhà hàng người ta mà hai ngày cuối tuần chỉ có hai khách, chỉ có hai khách. Đương nhiên ở châu Âu nó có thể khác hẳn với Việt Nam mình chưa biết nha, nhưng mà rõ ràng mình thấy là cái sự thận trọng của người ta sau hậu Covid là vẫn còn cực kỳ lớn, kể cả là có mở lockdown như này thì nó hoàn toàn sẽ ảnh hưởng đến những lĩnh vực mà vốn là những cái động lực của cái sự tăng trưởng kinh tế nói chung như là trong cái phải tiêu dùng như vậy. Thì cái đó là mình cũng hết sức theo dõi thêm. Chưa kể là cái việc là tự dưng là FDI là nó giảm trong mấy tháng gần đây, là cái điều mà mình cũng nên theo dõi sát sao thêm nữa là nó như thế nào. Thế là phải vào tăng trưởng. Thế còn về cái phần NIM dự báo trong thời gian tới thì mọi người có nhận định gì không? Về NIM thì trong năm nay thì có xu hướng là NIM sẽ giảm so với năm trước. Do hai yếu tố là thứ nhất là các ngân hàng giảm lãi vay cho các doanh nghiệp vay mới, và thứ hai là đối với những khoản vay hiện hữu thì giảm và miễn lãi vay để giảm bớt cái gánh nặng cho doanh nghiệp. Và cái yếu tố thứ hai nữa là mặc dù cái phí chi phí đầu vào cũng được giảm do là ngân hàng nhà nước hạ các lãi suất điều hành và trần lãi suất huy động, nhưng mà cái việc giảm lãi suất này thì thường áp dụng đối với những khoản mà tiền gửi ngắn hạn. Còn đối với khoản tiền gửi dài hạn thì các ngân hàng cũng bị chịu áp lực duy trì những cái tỷ lệ như là tỷ lệ cho vay so với huy động và tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay trung dài hạn. Và trong các năm tới thì ngân hàng nhà nước thì đã siết chặt hơn những cái quy định này, nên là cái việc mà lãi suất đầu vào giảm thì thường chỉ ở cái chiều ngắn hạn, còn cái chiều dài hạn thì lãi suất vẫn chưa giảm nhiều. Thì ở cái ngắn hạn thì đầu vào giảm khoảng 40 đến 50 điểm phần trăm, trong khi ở lãi suất dài hạn thì lãi suất huy động giảm khoảng 30 đến 40 điểm phần trăm, mà lãi suất cho vay thì giảm từ 1 đến 1,5%, nên là NIM năm nay sẽ dự kiến giảm ít nhất khoảng 0,5%. NIM nhỉ, 0,5%. Đấy là trong điều kiện là các ngân hàng vẫn cơ cấu lại cái cách cho vay sang cái nguồn có lợi suất cao hơn, chứ còn nếu mà vẫn tiếp tục cho vay nhiều vào khách hàng doanh nghiệp thì NIM sẽ giảm nhiều hơn mức 0,5%. Mình thử tính thử nhé, ví dụ như theo một cái bài của thống kê gần đây đúng không, cái số dư nợ bị ảnh hưởng bởi Covid-19 ấy, là khoảng bao nhiêu, 23% tổng dư nợ của mình. Mà nếu mà theo cái chính sách của ngài đối với hỗ trợ đúng không, thì giảm cứ cho là cái trend nó chạy trong khoảng từ bao nhiêu nhỉ, 0,5 đến khoảng 2%. Có ngân hàng giảm xuống 2%, ngân hàng thì giảm 0,5%, và trung bình giảm khoảng 1%. Như vậy mình sơ sơ mình quốc vô mình tính một phát ra thì hoàn toàn thể hít đến niêm khoảng độ 0,25%, 0,3%, 0,25, 0,3. Thì cái mức mà như anh ước tính thì nó thấp hơn một chút so với thủy tinh, nghĩa là niêm nó sẽ giảm đâu đó trong khoảng 25 đến 30 basis point, tức là 0,25, 0,3%. Nhưng mà đó là trong trường hợp là kịch bản gọi là base case đó. Chứ nếu mà worst case thì mà Covid kéo rất là dài ấy, thì là bị cái thoái thu thì nó có thể hit đến NIM thậm chí còn lớn hơn rất là nhiều. Đúng không? Bởi vì cho đến giờ thì base case người ta vẫn nghĩ là đến hết quý 2 là giải quyết xong. Có nghĩa là cái phần ghi lãi dự thu nó vẫn được tính vô cái thu lại. Đúng không? Nhưng bây giờ nếu mà nó kéo dài sang một phát là biến thành nợ xấu thì lập tức là phải thoái thu về thì NIM trong năm nay bị hit cực kỳ mạnh. Cái đó mình cũng dự phòng thêm một cái tình huống như vậy. Đi ngoài nó là cặp tiền của ngân hàng. Ngoài ra cũng cần chú ý một chút là gần đây thì có một số ngân hàng cũng họ cũng tăng cường đầu tư vào trái phiếu, đặc biệt là các trái phiếu an toàn. Đó, để thứ nhất nguyên nhân là bởi vì cho vay ra cũng rất là khó. Thứ hai là họ cũng muốn gọi là có cái nguồn dự trữ tuy lãi thấp thôi nhưng an toàn để đến khi cần là có thể bung ra. Thì cái này thì cũng có thể là ảnh hưởng đến việc giảm NIM một chút, có thể ảnh hưởng giảm NIM một chút đối với các cái ngân hàng. Nhưng mà chúng ta có thể đi sâu một chút là liệu ngân hàng nào là sẽ bị ảnh hưởng đi mạnh hơn cái nhóm khác không? Thì bây giờ tôi có thể có thêm thông tin sâu hơn một chút, vì đây dù sao cũng là một cái động lực rất là quan trọng liên quan đến lãi của ngân hàng. Thì Thùy có thể chia sẻ thêm là
trong số các ngân hàng thì anh nghĩ là nó lại sẽ bị mạnh hơn nhiều hơn. Thế trong số các ngân hàng thì có lẽ là những cái nhóm mà cho vay doanh nghiệp nhiều, tại vì nhóm này có xu hướng là nợ xấu của họ tăng nhanh hơn trong bối cảnh mà kinh doanh bị gián đoạn. Thì và tại vì thường là những cái khách hàng mà được hỗ trợ bởi gói tín dụng cũng là những khách hàng doanh nghiệp lớn, và cái yêu cầu hỗ trợ về lãi suất cũng nhiều hơn so với khách hàng cá nhân, thì nhóm này sẽ bị hit về nhiều hơn. Và ngoài ra một ngân hàng khác là VPBank, thì cái ngân hàng này nó có nhiều khoản cho vay về tín dụng tiêu dùng, mảng này là rủi ro lớn, cho nên là trong cái thời kỳ này họ sẽ hạn chế lại cho vay cái danh mục đấy, và dẫn đến việc giảm đi nhiều hơn ở ngân hàng này. NIM nếu như chúng ta nhìn thì nó sẽ gồm có hai yếu tố, tức là nếu như chúng ta muốn cải thiện NIM thì một là chúng ta để tăng LDR lên, đúng không? Và nếu như mà giảm LDR thì tự nhiên là cái NIM mình sẽ kém đi. Thứ hai nữa là mình sẽ tăng hiệu quả trên cái phần tín dụng hiện tại, tức là mình sẽ cơ cấu lại nợ. Ví dụ nợ mà đang là cho vay doanh nghiệp nhiều, chúng ta chuyển sang cho vay cá nhân thì cái NIM sẽ tăng. Thì dựa trên cái đấy thì tôi sẽ nghĩ rằng là những doanh nghiệp nào mà hoặc là có LDR đang ở mức khá là cao mà họ buộc phải giảm cái LDR đi thì là những doanh nghiệp mà sẽ phải bị hit là nặng. Ví dụ như công thương và BID là đang có tỷ lệ LDR khá là cao trên mảng cân đối, rồi hay ở VIB đấy, thì đấy là những điểm mà tôi nghĩ rằng là họ có thể bị hit bởi vì cái LDR của họ đang ở mức cao. Nếu mà nhìn vào trong cái slide này thì Vietcombank, MB, Techcom là các em đang cái LDR khá là thấp, đến vào cuối thời điểm này khoảng 19 đã báo cáo một thủy này. Thì biết đối với ngân hàng cổ phần thì như là quy định của ngân hàng nhà nước là LDR là dưới 80, quy định mới dưới 80 thì như vậy là áp lực cho, ví dụ trong hình này thì áp lực cho nhiều nhất là có vẻ cho VP. Nhưng cái này là em tính theo LDR hay là em tính theo thông tư 36 không? Okay. Ngoài ra như anh Tuấn vừa nói có hai ngân hàng không hiện ở trên này, đó là Viettin và BIDV. Thì hai đằng này gọi là thường kỳ từ xưa đến nay thì cái LDR này thường khoảng 100%, tức là vay huy động bao nhiêu thì cho vay bấy nhiêu, chứ không có một cái khoảng dự trữ theo yêu cầu. Không, ấy là LDR thuần, nói LDR thuần không tính theo thông tư 36. Vậy thì dự báo về cái diễn biến tình hình nợ xấu trong thời gian tới thì sao? Về nợ xấu thì dự kiến là năm nay nợ xấu sẽ tăng, cũng như đã thấy rõ ở trong báo cáo quý 1. Ngoài ra thì research cũng dự báo là có lẽ là cả năm nay và năm sau thì nợ xấu cũng sẽ ở mức tương đương, ý là tăng và cũng ở mức tương đương, chứ chưa thể giảm ngay. Qua đó thì cái chi phí tín dụng của ngân hàng cũng sẽ tăng và ảnh hưởng đến tăng trưởng lợi nhuận sẽ làm giảm so với những cái năm trước đây. Thì tăng trưởng ở mức khoảng 20% như những năm trước thì có lẽ là rất là khó. Về nợ xấu thì tôi cũng cho rằng là các ngân hàng bị ảnh hưởng nhiều nợ xấu đó là những ngân hàng cho vay tiêu dùng, cho vay tín dụng tiêu dùng là thứ nhất, bởi vì đặc thù của những cái khách hàng của những cái công ty cho vay tín dụng tiêu dùng này thì đều là những khách hàng, đa phần là những khách hàng có những nguồn thu nhập không ổn định, thế thành ra họ tìm đến những nguồn tín dụng với lãi suất cao này. Bên cạnh đó thì các ngân hàng nào mà cho vay các cái hộ kinh doanh cá thể nhiều cũng có thể là dính cái nợ xấu nó cao hơn. Về thực tế là Covid vừa rồi có giãn cách xã hội thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những cái đối tượng ấy, trong khi những đối tượng đó thì gần như không được ngân hàng hỗ trợ hay là các cái gói hỗ trợ của nhà nước, bởi vì đơn giản họ không chứng minh được, họ không có báo cáo tài chính chứng minh được đó. Thì những ngân hàng cho vay những đối tượng ấy thì tôi cho rằng là nợ xấu có thể gia tăng mạnh. Bên cạnh đó thì những ngân hàng nào mà có cái quản trị rủi ro tốt hay không tốt thì nó cũng tác động rất lớn. Bởi vì cái việc quản trị rủi ro thường nó chỉ lộ ra những cái điểm yếu khi kinh tế gặp khó khăn. Có lúc thông thường thì có thể nó cứ trơn tru đi. Đó. Thì về nợ xấu thì khả năng rất cao là Vietcombank và ACB sẽ vẫn là hai ngân hàng duy trì tỷ lệ nợ xấu thấp nhất. Bởi vì hai ngân hàng này rất nổi tiếng với việc là quản trị rủi ro rất tốt. Rất an toàn. Mình nghĩ là cái nhận định của cụ Phục mình nghĩ hoàn toàn chính xác. Gần đây nhắc mình đọc cái báo cáo, mình không đọc được cái bản full, nhưng mà
mình thấy trên cái thông cáo của bên Fitch, khi người ta đưa ra người ta hạ luôn cái mức triển vọng rating của ngành ngân hàng Việt Nam từ positive xuống stable, nhưng mà cụ thể là cái phần chất lượng tài sản ấy, thì người ta còn hạ hẳn xuống từ stable xuống negative cơ. Thì có một cái luận điểm mà họ đưa ra rất là quan trọng, là bảo là nhìn trong suốt cái cycle up side vừa rồi của nền kinh tế của mình là chúng ta tăng trưởng tín dụng trong cái mảng consumer loan, tiêu dùng, đúng không? Tín dụng tiêu dùng nói chung là cái phần unsecured loan, cái phần mà cho vay tín chấp gọi là tín chấp không có tài sản đảm bảo, đặc biệt là VPBank. Thì hồi xưa giờ trong cái mô hình phát triển của ngân hàng Việt Nam, chúng ta chưa bao giờ có cái lịch sử như thế cả. Thứ nhất là tăng consumer loan là cực kỳ nhanh, cũng giúp luôn, đúng không? Và thứ hai là unsecured loan, và chúng ta chưa được kiểm nghiệm cái đó qua cái lúc mà đau sai của mình. Thì đây là nói là lần đầu tiên vào đau sai thôi. Thì chính vì cái như vậy mà hạ luôn cái triển vọng chất lượng tài sản từ stable xuống negative luôn. Đó là một cái điểm mà chúng ta hết sức lưu ý về cái trường hợp này. Vậy thì sau những ý kiến của các chuyên gia thì về các yếu tố này của ngành ngân hàng này, thì về cái tăng trưởng tín dụng thì trong năm nay thì có thể đạt vào khoảng là 10%, mức 10-11%. Và ngoài ra nếu như mà kịch bản xấu đi thì cái mức tăng trưởng này sẽ trở nên khá là khó khăn. Thứ hai đó là về yếu tố về NIM, thì các chuyên gia cũng dự đoán là trong thời gian tới thì sẽ giảm. Thứ ba đó là về cái tỷ lệ nợ xấu thì chưa thể giảm ngay được và sẽ có thể là sẽ tăng trong năm nay và năm sau. Và cũng nên lưu ý nhé, ở cái cycle trước ấy, chúng ta mất 7 năm nhé. Cái hồi mà khủng hoảng 2007-2008 nhé, mất 7 năm để clean được tương đối cái nợ xấu là ngân hàng, chúng ta nên lưu ý được. Thì hy vọng rằng là trong chu kỳ này, chính phủ thì có kinh nghiệm hơn rất nhiều, đúng không ạ? Không bị khủng hoảng kép hai cái cùng 11 nữa thì... Với lại thêm nữa là lần này chúng ta có VMC rồi. Vậy thì dự phóng cái lợi nhuận của các ngân hàng trong năm 2020 và sau đó là như thế nào? Các chuyên gia tức là ý riêng họ tổng hợp, đúng không? Tổng hợp tất cả và lại thì cũng cần lợi nhuận như thế nào? Trên đây là mình riêng là trước cái báo cáo của NC dự phóng gần đây một loạt thì mình thấy là số total này 2020 là giảm khoảng 6,7%, đúng không? Nhưng mà 2 năm sau thì lại tăng tương đối tích cực, lần lượt là 2,7%, 2,8%. Đấy, tổng hợp về tăng trưởng EPS rồi. Thêm số liệu. Base case tức là nó chỉ là suy thoái nhẹ. Đúng rồi. Base case. Tức là kết hợp giữa tăng trưởng lợi nhuận với lại cái định giá như nào thôi, hấp dẫn đến đầu tư học thì người tùy ra ý kiến này. Chắc là Thùy thì các bạn chịu sống chung của ngành. Thì chính như là nãy em nói thì hai ngân hàng lựa chọn hàng đầu của research hiện nay là Vietcombank và ACB, thì dự báo là năm nay Vietcombank vẫn có thể tăng trưởng được khoảng tầm 13%. Và năm sau thì sẽ cải thiện được tăng trưởng khoảng 15%. Còn đối với ACB thì năm nay dự kiến ngân hàng sẽ tăng trưởng khoảng 7% và năm sau tầm khoảng 2,5%. Về vấn đề định giá thì hiện tại thì các mã ngân hàng đều đang định giao dịch với mức PE dự phóng cho năm 2020 là thấp hơn so với cái trung bình 5 năm. Thì đối với Vietcombank là thấp hơn khoảng 21%. Còn đối với ngân hàng ACB là khoảng với MBB là khoảng 37%, còn ACB cũng tương đương mức đó, còn TCB và VB Bank thì thấp đến khoảng 40-50%. Tuy nhiên là hiện tại thì các nhà đầu tư vẫn nên chọn những mã cổ phiếu mà có cơ bản tốt hơn, nên là hai mã lựa chọn hàng đầu thì research cũng như là Vietcombank và ACB. Thì tôi cũng đồng quan điểm với chị Thùy, đó là chúng ta nên tập trung vào những ngân hàng có chất lượng tài sản tốt, để nếu trong cái kịch bản xấu xảy ra chẳng hạn thì họ cũng là những ngân hàng chống chọi tốt nhất đối với dịch bệnh đó. Thì ngoài hai ngân hàng như Vietcombank và ACB ra thì định giá ở mức như chị Thùy có cung cấp là so với lịch sử 5 năm là rất thấp, đúng không ạ? Thì tôi cũng
thấy rằng MBB cũng là một cổ phiếu có thể xứng đáng đầu tư. Bởi vì PB của nó đâu đó bây giờ chỉ khoảng độ 0,95 lần. Tức là mức này thì tôi so với lịch sử từ lúc niêm yết thì nó cũng ở vùng thấp nhất. Đó thì cũng MBB có thể là một cổ phiếu có thể đầu tư theo một cái chu kỳ dài tốt. Đặc biệt là bây giờ là định giá rẻ như vậy. Thì chúng ta hãy thử tưởng tượng rằng chúng ta đầu tư vào những ngân hàng hàng đầu chẳng hạn. Với cái giá còn thấp hơn giá trị vốn chủ sở hữu cơ. Đó. Nếu chúng ta tự kinh doanh, doanh nghiệp chúng ta rất nhỏ xíu, chúng ta mua đầu tư chẳng hạn thì chúng ta đầu tư kiểu như là một đồng nào một đồng. Nhưng mà đây thậm chí chúng ta còn nhờ được những cái doanh nghiệp tốt mà với cái giá còn thấp hơn giá vốn chủ sở hữu. Thì tôi cho rằng đây là một cơ hội có thể là mua dần các cổ phiếu ngân hàng cho mục đích dài hạn, mục đích tích sản của chúng ta. Thì các bạn nếu mà chưa có nhiều kinh nghiệm về việc cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta có thể mua dần dần, mua từ từ hàng tháng. Đó. Thì đấy là cái trao đổi thêm của tôi về định giá của cổ phiếu ngân hàng. Định giá thì nếu như mà đúng như tôi cũng đồng ý với cả ý kiến chị Thùy, đó là ta có Vietcombank và ACB đều chất lượng tài sản tốt nhất. Mà nếu như chúng ta nhìn cái định giá P/B thì định giá của Vietcom đó là khoảng 3 lần đúng không? PB là 3 lần, trên 3 lần. Còn trong đó của ACB chỉ đâu đó khoảng 1,2 lần. Và của MB đâu khoảng 0,9 lần. Thì đối với ngành ngân hàng thì chúng ta, ngành ngân hàng tài chính nói chung ấy, thì cái vốn chủ thì nó là một thường là một con số rất là chắc. Bởi vì gần như đó là cái giá trị hữu hình của mình phải bỏ ra ấy. Chính vì vậy trong cái trường hợp đứng ở quan điểm tôi rất là ưa thích ACB ở góc độ là bởi vì nếu giả sử ROE vẫn đang khoảng 20% thì sau một năm tức là hết 2020 là PB sẽ về lại một lần đó, thì nó sẽ mà trong cái đó là cái khẩu vị rủi ro ngân hàng này khá là thấp so với cả đương nhiên Vietcombank và ACB đều là về khẩu vị rủi ro rất là thấp, nhưng mà ACB tôi ưa thích hơn ở thời điểm đó là cái định giá nó khá là rẻ. Đấy là topic của tôi. Chính là cái sự an toàn này, risk nó thấp an toàn khi định giá gần book, an toàn lớn nhất khi nó gần book. Mình thì mình nghĩ là ngành ngân hàng là một cái ngành xương sống rất là quan trọng của kinh tế Việt Nam, và nếu mà ta nhìn cái tương quan so với trong các ngành, đúng không, kể cả trong cái giai đoạn suốt mình nhìn rất là nhiều năm, chứ mình không chỉ nhìn là một hai năm hit với Covid hay cái kia, thì rõ ràng là ngân hàng là một trong số ít các ngành mà duy trì được cái tốc độ tăng trưởng hai con số mà hoàn toàn có thể rất nhiều năm. Cũng bằng chứng là chúng ta thấy là ngày xưa là lợi nhuận của nhiều ngân hàng là thua xa Vinamilk, nhưng chỉ trong vòng vài năm thôi mà nó tốc độ tăng trưởng khác ngay lập tức. Bây giờ lợi nhuận một năm của Vietcombank là gấp mấy lần Vinamilk luôn mà, đúng không ạ? Thì nó luôn luôn là một lựa chọn quan trọng trong cái danh mục để chúng ta có thể tăng trưởng được cổ phiếu, nhưng mà phải chấp nhận một cái thực tế là trong cái giai đoạn đào sai thì ngân hàng một ngành chu kỳ nó sẽ bị ảnh hưởng. Mà mình nhìn lại cái lịch sử cái cycle trước, khi mà bắt đầu nền kinh tế tạo đáy đi lên thì cổ phiếu các ngành khác tăng trước, mà sau này mình đến cổ phiếu ngân hàng thì gọi đương nhiên là vì cycle trước nó cũng hơi đặc biệt, vì nợ xấu nó hơi quá lớn này, bây giờ mình chưa biết đoạn số như nào, nhưng về mặt dài hạn thì mình hoàn toàn tin rằng cổ phiếu ngân hàng là luôn nằm trong cái danh mục. Nhưng mà vì đã nói là do đặc thù của nó, mình thích những ngân hàng nào mà người ta có xu hướng quản lý tương đối chặt chẽ, nhưng mà ngược lại thì họ vẫn mạnh dạn trong việc mà nắm bắt được cái cơ hội của cái nền kinh tế này, đúng không ạ? Thì trong cái lựa chọn đó thì ngoài một số cái đề xuất của các chuyên gia rồi thì mình cũng đồng ý phục ở cổ phiếu MBB. Mình nghĩ MBB vừa là có yếu tố thận trọng, dĩ nhiên những năm gần đây thì họ có tăng thêm một chút ở một số cái mảng như là tín dụng tiêu dùng này, nhưng mà nhìn tổng thể thì nó vẫn là quản trị tương đối chặt chẽ. Thứ hai, có một điểm mình thích ở và bên nữa là chính ở cái mạng tiêu dùng đó. Mặc dù bây giờ trong cái ngành mình bảo là có thể nó bị hít này hít kia thôi, nhưng rõ ràng là đó là một thị trường đầy tiềm năng của một cái nền kinh tế lên đến 100 triệu dân như này. Nhưng đúng mà rõ ràng là cái tín dụng tiêu dùng của MB lúc này là mới bắt đầu đang ít thôi, nhỏ nhỏ. Sau này mà kinh tế hồi phục thì nó hoàn toàn có thể tiếp cho cơ hội cực lớn vì đã tạo được một cái tầm rồi. Và thêm một cái điểm thứ ba quan trọng nữa là so với nhiều cái mô hình ngân hàng khác, ví dụ như ACB mà các chuyên gia rất thích, đúng không? Nhưng mà thật ra là họ chỉ thuần là một cái ngân hàng làm tín dụng đơn thuần, trong khi là MB người ta diversify được cả business của họ ở rất nhiều mảng, bảo hiểm vẫn còn là một mảng cực tiềm năng, đúng không ạ? Đúng không các bạn? Mình nghĩ đó là về cơ cấu diversify nguồn thu thì MB sẽ là ngân hàng rất tốt, nhất là định giá lại đang rất là rẻ.
Thì tôi rất là đồng quan điểm với anh Quang. Tức là MB đúng rõ ràng là một cái ngành về tương lai, nó là gần như một ngành tăng trưởng không giới hạn đấy. Nó tăng trưởng theo nền kinh tế, ngoài ra nó còn cộng thêm cả lạm phát, kinh tế ngầm các thứ. Hiếm có ngành nào có thể nói mà duy trì tăng trưởng được trên 10% đến cả 20 năm, đúng không ạ? Ngay cả những ngành tăng trưởng mạnh nhất thì cũng chỉ tăng trưởng trên 10% trong một cái giới hạn nào đó. Thì do đó là rõ ràng là việc là lựa theo những ngân hàng tốt có cái ROE như anh Tuấn chia sẻ chẳng hạn, ROE chỉ cần nó duy trì vùng trên 15% thôi mà mua tương đương book thì tức là chúng ta đã có một cái lợi suất kép là 15% trong dài hạn rồi. Đó, thì đấy là rất là tốt. À, có một vấn đề mà đang cũng hỏi các chuyên gia một chút, là nó hơi khác ở đây một chút, nhưng mà tuy nhiên nó cũng rất là relevant nha. Là có một cái đoạn video clip, thời gian nó cũng ít quá thôi mình cũng không có chiếu ra, nhưng mà mọi người có thể xem trên YouTube. Đó là Singapore, ngân hàng trung ương của Singapore đã cấp giấy phép cho 5 ngân hàng digital banks ở Singapore, là tức là mô hình hoạt động hoàn toàn là digital hết nha. Ở những cái digital mà chúng ta nhìn thấy ở Việt Nam mình là ngân hàng xong rồi có mở thêm này kia, đúng không? Đây là ngân hàng hoàn toàn không có trụ sở luôn. Singapore is forging ahead to position itself as a global financial hub. Now, up to 5 new digital banking licenses available to non-banking players will be issued by the central bank to meet emerging trends in the industry. MAS chairman Tharman Shanmugaratnam announced this at a banking association dinner tonight, and he said it's a major step in opening up the banking sector. Cheryl Lin is standing by at Raffles City Convention Center. Good evening, Cheryl. Tell us more about these digital banking licenses that are going to be issued. That's right. So the Monetary Authority of Singapore will be giving out up to 5 digital banking licenses. And these licenses will allow firms with non-banking parentage, for example, of different tech or e-commerce, to set up online-only banks, meaning that they don't have physical branches or ATMs. It's all completely online. Now, out of the 5 licenses to be given out, up to 2 will be digital full bank licenses, and up to 3 will be digital wholesale banking ones. Now, there's a big difference between the two, and that's in the kind of banking activities that they're allowed to carry out. So as the name implies, for the full digital bank licenses, they're allowed to carry out a wide range of activities, including taking deposits from retail customers. Now, that's not the case for the wholesale banking licenses, which can only serve small and medium enterprises and corporate segments, so you can't touch retail customers with that. Now, there's also a difference in who can apply exactly for these licenses. So for the full banking license, it's for companies headquartered in Singapore and also controlled by a Singaporean. But for wholesale bank licenses, it's open to both local and foreign players. Now, this idea of digital banking licenses is not new. For example, they already exist in Europe, the US, China, South Korea, Japan, and most recently, just a few months ago, in Hong Kong. And there are already 8 such licenses in Hong Kong. Nevertheless, this is being described as one of the biggest moves to liberalize the financial sector in many years. And Mr. Tharman emphasized the importance of this liberalization and also creating more competition in Singapore's financial sector. Have a listen. Competition between new and traditional players, between new business models and traditional business models, and between different ways of using technology to serve businesses and individual customers better. We must also retain strong local anchors and retain trust in the banking system. These dual objectives have guided our past liberalization initiatives, and they motivate our next moves. Cheryl, we know the details now, but I think the question that people are wondering is, how is this going to benefit us? Well, I mean, first of all, it could mean a lot more diversity and choice in your banking systems with all these new players possibly entering the market. I mean, that could also mean a lot more convenience for you, because all these digital banking platforms, they'll all be online, so they're available 24/7. You'll no longer have to go to the bank and queue up during those restrictive hours during your workday. They could also serve traditionally underserved segments. So, for example, young or small and medium enterprises who may have trouble, you know, assessing their credit worthiness or with the trouble with the credit gaps.
And now experts also say that it could translate to lower costs for customers because all these online banking platforms have very low overhead. So they don't have a physical space. They'll also require less manpower. And in turn, that translates into lower costs, lower fees, possibly for customers as well. Now, because they also have all their operations online, they have access to a lot more data, and it allows for more automated processes. And they can also analyze all this data to sort of give you more personalized banking and how you would like it. Now, MAS says that applications are open in August, but as we understand it, there are already multiple interested parties who would like a stake in this. So we'll have to see until then how it plays out. All right, thanks for that, Cheryl. Cheryl Lin there reporting live for us from Raffles City. Most of us might be familiar with online banking, but digital banks, well, they're different. They don't need any physical infrastructure to function. Now, that means all banking processes are completely digital. Now, from those at the front end, like opening an account, to accounting and administration at the back end, such banks may be set up by non-banking companies and not just existing traditional banks. Now, amid this emerging business model, Asian regulators have issued virtual or digital bank licenses. Eight of these were issued in Hong Kong this year, while Malaysia plans to publish guidelines by the end of the year. They'll ensure that digital banks are subject to the same rules as traditional ones. And analysts say digital banking licenses here could serve as a sandbox to test the market. They could identify unmet needs and determine if banking services become cheaper and more efficient. Some experts say that payment firms, crowd funders and institutional investors are likely to be interested in such licenses. It could give them greater access to the region and new funding sources, as well as allow them to offer more services to their customers. But experts say risks remain. Regulators and players will have to keep an eye on data security, money laundering and terrorism financing. Đặc biệt là sau Covid-19 thì đã tác động đến cái hành vi rất là nhiều. Bây giờ mọi người mua online, thanh toán rất là nhiều. Thì các chuyên gia suy nghĩ cùng nhau liệu cái này thời gian tới trend ở Việt Nam nó sẽ như thế nào? Liệu nó gây áp lực cho những cái cửa hàng truyền thống của chúng ta hiện nay không? Chúng ta có lẽ cũng nên dành một chút thời gian đưa cái view về vấn đề này của mọi người xem như thế nào. Nó chủ đề khá mới nhưng mà tuy nhiên thì mình nghĩ là với đất nước Việt Nam hấp thu công nghệ đúng không ạ? Rất là nhanh như này thì hoàn toàn là có thể diễn ra một số một chiều. Chúng ta nhìn cái nguồn thu từ ngân hàng ấy, nó bao gồm là chủ yếu là 80% đến từ đa phần 80% là đến từ cái mảng tín dụng và tự huy động và cho vay. Đấy là anh trên gap, mảng hai của họ là mảng ngoại tệ, ba của họ là mảng tuy nhiên mảng đầu tư chứng khoán là riêng, còn một mảng nữa là mảng thanh toán. Thì hiện tại Việt Nam mình đang làm cái mobile money ấy, thì nó là một cái mảng mà bắt đầu cạnh tranh trực tiếp ngân hàng mảng mobile money. Còn và một số các ngân hàng, một số các mảng như kiểu cho vay P2P ấy, tức là vay kiểu cạnh tranh trực tiếp với cả ngân hàng cái mảng cho vay ấy, nhưng mà hiện tại nó đang ở cái mức mà cho vay nhỏ. Ví dụ như của bên PVBank có cái mảng Tigo, Timo. Đấy thì tức là những cái mảng mà họ bắt đầu manh nha làm, nhưng đương nhiên thì cái hàng rào pháp lý của mình hiện tại chưa có. Và cái mobile money thì bây giờ mình đang chuẩn bị rồi, thì đấy là những cái mà có thể disrupt ngành ngân hàng và cái khiến nguồn thu họ có thể thấp đi. Thì lúc đấy cái phần mà cho vay cá nhân có thể sẽ bị ảnh hưởng, cái ngành ngân hàng của mình sẽ bị ảnh hưởng phần cho vay cá nhân, nhưng mà tôi nghĩ là mảng cho vay doanh nghiệp thì có thể là sẽ chưa bị ảnh hưởng trong khoảng trung hạn 5-10 năm tới, tôi nghĩ là như vậy. Trên cái ví dụ anh Quang vừa đưa ra thì tôi lại liên tưởng đến một cái ngành nghề trước đó, đó ngành nghề liên quan đến quản lý quỹ, mà hôm trước thì chúng tôi có bàn luận đưa ra của anh Tùng đi Well đưa ra. Đó là có một cái công ty họ đi trước, họ ứng dụng digital các thứ vào để họ serve được những khách hàng rất là nhỏ với chi phí cực thấp, và họ phát triển rất nhanh trong 1-2 năm đầu. Tuy nhiên các năm về sau ngay lập tức họ không phát triển được, bởi vì các cái ông lớn trong cái quỹ đó, trong cái ngành quản lý quỹ đó, quản lý hàng nghìn tỷ đô, các ông làm luôn cái mô hình như thế, làm một cái mô hình con của các ông. Thế là ngay lập tức là các ông có uy tín, có mọi thứ sẵn, và các ông xử lý được mấy ông mới kia. Thì còn ở Việt Nam thì tôi nghĩ rằng ít nhất trong 5 năm tới là rất khó ảnh hưởng đến các ngân hàng này. Bởi vì sao? Bởi vì ví dụ như anh Tuấn vừa đưa ra TP Bank chẳng hạn, ngân hàng Tiên Phong đúng không? Hay Tech chẳng hạn, họ cũng đi đầu về những cái ứng dụng công nghệ để họ không bị lạc nhịp, là thứ nhất. Thứ hai là cái hành lang pháp lý của chúng ta rõ ràng là nó không hề nhanh và dễ thay đổi như thế. Bên cạnh đó, hệ thống ở Việt Nam
hệ thống ngân hàng Việt Nam thì liên quan mật thiết đến vấn đề là điều hành kinh tế và rất nhiều thứ khác. Thế do đó là tôi cho rằng là ít nhất 5 năm nữa thì nó sẽ rất khó ảnh hưởng đến những ngân hàng này. Ngoài ra trong cái thời gian đó thì các ngân hàng này cũng rất sáng tạo, tiếp thu cái mới và họ cũng sẽ đi trước mà thôi. Đó. Thành ra là cái vấn đề lo ngại trong vài năm tới thì chúng tôi nghĩ là chúng ta chưa phải lo ngại nhiều. Mình cũng trả lời cho anh chứ nhỉ? Em thì cũng đồng tình với ý kiến của anh Phục, tại vì là cái hệ thống ngân hàng của Việt Nam thì nó dưới sự quản lý của ngân hàng nhà nước khá là chặt chẽ, nên là để có một cái ngân hàng mà hoàn toàn thông qua trực tuyến thanh toán điện thoại giống như các nền tảng ở những khác như là Alibaba hay Tencent thì cũng khá là khó. Cho nên là trong thời gian ngắn hạn thì có thể là vẫn chưa có được những cái ngân hàng hoàn toàn là trực tuyến. Tuy nhiên là các hệ thống ngân hàng hiện nay để mà họ nhanh chóng chuyển sang cái trực tuyến thì cũng cái tốc độ thì cũng khá là chậm, tại vì thứ nhất là thiếu cơ sở pháp lý, thứ hai là họ cũng đang tập trung cho khá nhiều mục đích khác như là về vốn rồi đẩy mạnh thị phần, như là cái tập trung hầu như các ngân hàng bây giờ đều đẩy mạnh về ngân hàng số, nhưng mà nó vẫn chưa phải là cái ưu tiên hàng đầu mà họ đang thực hiện cùng lúc rất là nhiều mục đích. Cho nên là về việc mà làm các ngân hàng mà thanh toán trực tuyến thì có lẽ là cái thị phần nó cũng sẽ phân mảnh giữa các ngân hàng và những các công ty viễn thông như là Viettel hay là như là bây giờ là có cả Grab nữa. Nên là em nghĩ thị trường nó vẫn sẽ chưa tập trung vào một số những công ty lớn về cái lĩnh vực này. Thì giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần là trả lời các câu hỏi và thắc mắc của nhà đầu tư. Về câu hỏi của nhà đầu tư đầu tiên đó là: các diễn giả cho tôi hỏi ngân hàng ghi nhận vào nhóm nợ như thế nào và tỷ lệ dự phòng nợ xấu được tính như thế nào? Chị Thùy, về quy định ghi nhận nợ thì nó sẽ dựa vào hai phương pháp, làm thứ nhất là phương pháp định tính và thứ hai là phương pháp định lượng. Thì hầu hết các ngân hàng bây giờ đều thực hiện theo cái yêu cầu tối thiểu là định tính, nghĩa là dựa vào trên số ngày quá hạn để phân nhóm nợ. Nếu mà quá hạn trên 10 ngày thì sẽ phân vào nhóm 2, trên 90 ngày sẽ phân vào nhóm 3, trên 180 ngày phân vào nhóm thứ 4 và trên 360 ngày thì phân vào nhóm thứ 5. Còn về dự phòng thì tất cả nợ từ nhóm 1 đến nhóm 4 thì sẽ có một mức dự phòng chung là 0,75%. Còn những cái nợ mà trở thành nợ quá hạn thì nó sẽ phụ thuộc vào từng nhóm nợ. Ví dụ như là nhóm 2 thì dự phòng 5%, nhóm 3 thì dự phòng 50% và cứ tăng lên cho đến nhóm 5 là dự phòng toàn bộ nhóm nợ. Tuy nhiên có một số ngân hàng như là Vietcombank và ngân hàng quân đội thì ngoài cái phương pháp định tính tối thiểu thì họ cũng dựa trên phương pháp định lượng, có nghĩa là nếu mà họ đã xác định được là cái khoản nợ đấy mặc dù chưa quá hạn nhưng mà có khả năng là khách hàng không trả nợ được thì họ sẽ vẫn phân loại vào nhóm có rủi ro cao hơn. Thì đây là điều mà giúp cái ngân hàng này có cái chính sách quản lý tài sản tốt hơn với ngân hàng khác. Chúng ta đến với câu hỏi thứ hai của nhà đầu tư, đó là: dịch bệnh Covid-19 tác động rất mạnh đến ngành ngân hàng, nhưng sau quý 1 năm 2020 thì có nhiều ngân hàng nợ xấu vẫn giảm. Câu này thì giải đáp luôn. Theo mình thì cái nợ xấu giảm nó cũng có nhiều yếu tố, tại vì cái tỷ lệ nợ xấu đấy thì tính trên cái dư nợ thì có thể là nó tăng chậm hơn dư nợ, và thứ hai là ngân hàng dùng cái khoản đã dự phòng để xóa nợ để giảm cái số nợ xấu đi. Thì nếu mà muốn biết được các ngân hàng là cái nợ xấu tăng thật sự hay là không thì mình phải cộng ngược lại cái phần mà họ đã xóa nợ đi. Trong này thì có 3 câu hỏi nữa của quý nhà đầu tư, nhưng mà trong cái quá trình thảo luận thì các chuyên gia đã trả lời rồi, đó là: ngân hàng Vietcombank có hấp dẫn để đầu tư hay không, và các ngân hàng nào có chất lượng tài sản tốt nhất. Vậy thì đến câu hỏi cuối cùng, đó là: nới lỏng tiền tệ sẽ ảnh hưởng tới ngân hàng thời Covid như thế nào? Câu này xin mời chị Thủy. Việc nới lỏng tiền tệ thì thực chất là tạo nguồn lực để giúp cho ngân hàng giảm lãi suất cho các doanh nghiệp.
Tuy nhiên như đã nói trước đây thì cái việc giảm lãi suất này hầu hết là giảm lãi suất cho cái vốn ngắn hạn thôi, còn vốn dài hạn thì cái lãi suất nó không được giảm nhiều. Do đó là nhìn chung á, thì cái nguồn giảm lãi suất này là một cái nguồn lực để giúp ngân hàng có thêm nguồn lực để cho vay, nhưng mà về biên lãi suất thì nhìn chung là sẽ vẫn giảm so với năm trước. Vừa có thêm một câu hỏi mới của bổ sung một chút này, tôi xin bổ sung một chút cái câu này ấy. Về cái nới lỏng tiền tệ này của mình ấy, hiện tại nó không phải là, ví dụ nới lỏng tiền tệ có hai loại, một là anh bơm thêm tiền lên thị trường, hai là anh sử dụng cái lượng tiền hiện có và anh giảm lãi suất đi thôi. Thì cái này hiện tại đang là cái giãn nợ thôi, tức là nới lỏng tiền tệ này hoàn toàn là giãn nợ nên nó sẽ không đem lại cái lợi nhuận cho ngân hàng như mình kỳ vọng. Thì tôi thêm một ý kiến như thế. Vừa có thêm một câu hỏi nữa của bạn Trần Đức Quốc, đó là khả năng cạnh tranh phát triển thị phần với các ngân hàng nhà nước như thế nào? Bạn này cũng hỏi cụ thể đó là Tech và VP đúng không ạ? Ngân hàng Tech và ngân hàng VP Bank thì sao? Đối với ngân hàng Techcombank và VP Bank thì nếu mà để cạnh tranh với ngân hàng nhà nước thì có hai điều cần nói là cạnh tranh về mặt cho vay doanh nghiệp và cạnh tranh về mặt cho vay cá nhân. Thì do quy mô của các ngân hàng này còn khá nhỏ nên là để mà cạnh tranh được với ngân hàng nhà nước trong những cái lĩnh vực này thì khá là khó. Vì thế là trong thời gian qua thì các ngân hàng này cũng có tập khách hàng rất là đặc biệt của riêng họ, và họ vẫn tiếp tục đẩy mạnh theo những cái đường hướng này. Cho nên là hiện tại thì họ không cạnh tranh trực tiếp với các ngân hàng nhà nước mà họ vẫn tiếp tục duy trì hoạt động đối với cái đối tượng khách hàng mà họ đã xây dựng. Vâng, đúng như chị Thùy nói thì rõ ràng là các ngân hàng nhà nước thì họ tập trung vào mảng bán buôn nhiều hơn, tức là cho vay các cái đối tượng là doanh nghiệp nhiều hơn. Còn đối với các ngân hàng ngoài quốc doanh, ví dụ như Tech AVP thì họ cũng đẩy mạnh vào cá nhân nhiều hơn. Thì bên cạnh đó tôi thấy rằng là một ngành ngân hàng là một ngành cũng rất đặc thù, đặc biệt ở Việt Nam. Đó là về cơ bản là các ngân hàng gần như là ngân hàng nào có miếng bánh của ngân hàng đó. Bởi lẽ cái tăng trưởng tín dụng không phải ông nào muốn tăng bao nhiêu là được bấy nhiêu, mà là do hạn mức cấp của ngân hàng nhà nước. Ông được tăng 11%, 10% hay mấy phần trăm. Rồi thêm điều nữa đó là cái việc thành lập ngân hàng mới ở Việt Nam gần như là không thể nữa rồi. Đó. Thì do đó là về cơ bản là nó cũng bảo vệ một phần cho các cái ngân hàng mà yếu thế hơn so với các ngân hàng nhà nước chẳng hạn. Bởi vì các ngân hàng nhà nước chúng ta rõ ràng chúng ta thấy rằng là họ có tiềm lực rất mạnh, họ có nguồn huy động giá tương đối mềm, họ có rất nhiều cái tổng công ty hỗ trợ. Tuy nhiên là chúng ta cũng không phải quá lo lắng về điều đó. Đặc biệt thì như anh Quang vừa chia sẻ thì thời đại cái mới, người ta lại chú ý nhiều đến công nghệ các thứ chẳng hạn. Thì rõ ràng các ngân hàng ngoài quốc doanh họ có lợi thế hơn trong cái cuộc đua này. Họ không cồng kềnh hơn, họ quyết nhanh hơn và họ sẽ ứng dụng sẽ tốt hơn. Thế thành ra là họ có miếng bánh rồi. Mình nghĩ là trong ngắn và trung hạn ấy, thì rõ ràng là cái lợi thế của các ngân hàng quốc doanh vẫn rất là lớn, đúng không ạ? Chúng ta thấy là chi phí vốn của họ rất thấp, hệ thống này kia kết quả luôn. Trước đây thì họ không giành giật cái miếng bánh trong retail banking với lại các ngân hàng tư nhân, nhưng mà đến khi họ tới hạn của những cái bạn khác hết rồi, họ lao vào tấn công, đó là những ông kia bị áp lực cực lớn. Chúng ta nhìn thấy ngay trong giai đoạn vừa rồi, đúng không? Nhưng về lâu về dài thì mình đồng ý phục là bây giờ đây là thời đại không phải là ông nào bự thì thắng, ông nào nhanh nhạy và ứng dụng được công nghệ thì sẽ chiến thắng. Thì xét ở cái mạng đó thì mình nghĩ là rõ ràng là các ngân hàng tư nhân là chuyển biến nhanh hơn những ngân hàng nhà nước là thật sự. Đấy là câu hỏi cũng là câu hỏi cuối cùng và kết thúc chương trình bàn luận của các chuyên gia ngày hôm nay. Thì hẹn gặp lại, cảm ơn quý nhà đầu tư đã theo dõi buổi trao đổi ngày hôm nay và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư vào chiều thứ hai tuần sau.